Các bạn ơi, hôm nay mình trồng giá đây nha các bạn. Mua không có đậu xanh, mình trồng bằng đậu đen thử xem sao. Ở đây là 100 g đậu đen nè. Nhưng mà đậu đen thì có vẻ nó không có mạnh bằng đậu xanh các bạn. Tại vì đậu xanh bản thân nó là vitamin C 100%, cho nên nó nảy mầm mạnh lắm. 8 tiếng là nó đã nảy mầm, còn này mình ngâm cả đêm rồi nè các bạn. Ngâm chắc cũng 10 tiếng à. Mà nó chừng này thôi chứ không có nảy mầm. Nhưng mà đậu này thì thường thường người ta hái là người ta hái non cũng có nữa nha các bạn. Cho nên cái đồ đậu nổi nó rất là nhiều. Mình bỏ cái đậu nổi hết đi. Rồi mình ngâm nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm, thì cái quá trình mình làm á, mình tưới nước các bạn. Tại vì đậu này hả nó cũng yếu lắm, mình không có thể nào mình nhúng nước vô khăn này kia nọ được hết á. Lấy cái chai nước muối con của mình là xài nè, bỏ rất là nhiều luôn. Bỏ ra môi trường rất là nhiều. Bây giờ mình lấy chai nước muối rồi mình cắt bớt cái phần đầu đi nha. Thay vì mình làm bằng cái ly nhựa, mà mình không làm bằng ly nhựa, mình có cái gì mình làm cái nấy. Mình khoét lỗ ở dưới nè các bạn. Lỗ dưới nè. Bây giờ mình đi rửa đậu này, mình đã ngâm sẵn rồi, mình đi rửa nha, rửa cho thật sạch. Rửa lựa lại cho thật sạch các bạn. Đậu đen thì ăn tốt cho sức khỏe, tốt cho thận, tốt cho mắt, tốt cho tóc. Vitamin B rất là nhiều, mà nó là có vitamin K nữa, chống ung thư, chống lão hóa. Mà mình ăn đậu mà nảy mầm á thì cái đạm nó tăng lên nhiều lắm đó các bạn, rất là tốt. Ăn bình thường gạo lứt rồi cũng vậy nữa, mình ăn cho nó nảy mầm thì cái công suất của nó, cái tác dụng của nó gấp 10 lần ăn thường nha các bạn. Mình rửa rất là sạch rồi nè, rồi mình lựa. Tối mình ngâm, mình lựa những cái hạt nổi đó mình bỏ đi, nó cũng nảy mầm rồi nè các bạn, nhưng mà nó nảy không bằng, nó mới nứt nứt à. Giờ mình lựa tiếp cái hạt nào mình thấy nó không vừa bụng thì mình bỏ ra nha các bạn, không vừa ý thì mình bỏ ra. Nó hạt hạt đá rất là nhiều, đậu đá nè, rồi đậu lép rất là nhiều, bởi vì người ta hái có non, có đậu non hái lộn đó các bạn. Thành ra nó không có đều đậu bằng đậu xanh. Mình cũng lựa cũng kỹ rồi đó, nhưng mà bây giờ coi coi cái nào mà không vừa ý thì cứ tiếp tục bỏ ra để nó thúi, rồi nó lây luôn cả cả lon luôn. Đây. Tuy nhiên cũng còn hay là cũng còn rớt lại một vài hột nha các bạn. Mình lựa bỏ ra. Và đây là vải nè, vải mình cắt được nè, vải sạch nha các bạn. Ở trong một cái áo, mà áo này không có mặt thì mình xin một cái áo đi, mình cắt mình bỏ ra để làm, để mình giá chứ. Giờ mình phân cái hạt đậu này ra làm ba, mình phân ra làm ba nha. Phân ra làm ba mình bỏ vô ba cái lon này. Làm giá nó khó ở cái là lựa đậu đó các bạn. Nếu mà mình lựa mà còn một hạt mà nó không có chịu nảy mầm á là nó sẽ thúi, mà nó thúi là nó lây, nó hôi, nó tạo cái mùi, nó lây luôn các cái hư cả một cái rổ giá của mình, tạo mùi nó thúi lây á các bạn. Cho nên cái cách này mình chia sẻ bằng cách là mình mỗi một ngày 3 lần mình nên cho nó uống nước cho nó mập nha các bạn, tại vì lần đầu tiên mình làm bằng đậu đen đó. Rồi mình phân ra làm ba nè, mình lấy đồ múc bỏ vô. Đây là những cái lon nha các bạn. Cái lon nước muối mình rửa sạch rồi nè, rồi mình cắt. Chứ ở nhà mình không có xài ly. Lúc này không có uống trà sữa trà gì hết á, nhưng mà trà sữa uống trong mấy cái tiệm lớn thì cái ly nó nhỏ, nó không có đẹp.
Mình làm như vậy để mình coi coi có hạt nào mà xấu thì mình để trở lại. Thường hay có đậu đá nè, đậu nát, đậu non mà nó nổi ở trên thì mình bỏ hết. Con đâu coi nó đều chưa, cái này nó nhiều hơn nè. Cái này cũng nhiều, chỉ có cái này là hơi ít thôi, nhưng mà không sao. Rồi, thì khăn mình đã giặt sẵn rồi nè các bạn, cái khăn đã giặt sẵn rồi nè. Mình sẽ lấy từng miếng mình gấp lại, mình để lên trên nha, mình gấp lên tư lại, mình để lên trên, để mình đè nó xuống, đè xuống cho thật là chặt các bạn. Mình cho nó ngang một chút nè, rồi đè khăn lên. Để khăn lên nha các bạn. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ngày thứ hai rồi, mình dở giá của mình ra coi như thế nào nha các bạn. Giá đậu đen thì nó hơi yếu hơn giá đậu xanh, nhưng mà mình thấy nó cũng lên rồi nè các bạn. Mình lấy cái tay, mình bóc cái hũ nước này ra nha. Đây là cái hũ nước lạnh nè các bạn. Mình dằn nó xuống bằng một cái hũ nước lạnh. Các bạn thấy nó lên cũng đều đấy chứ, đều rồi các bạn ha. Mình thấy mình thành công ở chỗ là nó không có mùi, chứ nếu nó hư là nó có mùi đó các bạn, nếu nó hư là nó có mùi đó các bạn. Bây giờ mình cho nó uống nước. Cho nó uống nước nha các bạn, cho nó uống nước chừng vài phút, một hồi 3 phút cũng được. Mình đẩy nó lên cho nó tiếp tục này, chắc từ 2 đến 5 ngày các bạn. Hôm nay ngày thứ hai mà nó còn như thế này chắc cũng 5 ngày ạ. Mỗi một ngày mình cho uống nước 3 suất nha các bạn. Mỗi một ngày các bạn cho uống nước 3 suất. Chào các bạn, hôm nay là giá ngày thứ hai rồi nè các bạn, coi như là 2 ngày 1 đêm. Nó cao lên rồi các bạn thấy không, nó cao gần bằng cái hộp này rồi. Bây giờ mình lấy ra mình coi coi như thế nào rồi mình tưới nó nha các bạn. Nhà mình thích ăn giá lắm các bạn. Đây là một cái hũ da ua, mình đựng nước đầy, mình dằn nó xuống đặng cho giá nó mập. Bây giờ mình lấy ra mình tưới nha. Mình thử làm giá đậu đen lần đầu đó các bạn, coi nó thành công hay không. Mà mình thấy đậu đen thì nó không có vitamin C nhiều, nó là vitamin B nhiều á. Nó không mạnh bằng cái đậu đậu xanh các bạn, nhưng mà nó cũng lên nè, nó cũng lên rất là mập luôn đó các bạn. Ngày mai mình ăn được rồi. Cỡ này ăn cũng được rồi đó. Cái này là 2 ngày 1 đêm mà nha các bạn. Nó cũng mập đó. Rồi mỗi ngày mình tưới 3 lần. Mỗi ngày mình tưới 3 lần. Mình tưới cho nó mập các bạn ơi. Đây nè. Các bạn thấy không, nó rất là mập luôn á. Giá đậu đen trồng bằng cái này thì nó cũng tiện. Bây giờ là không mua đậu xanh được nữa các bạn. Mình mua đồ trên mạng con mình nó không cho, nó nói lòng vòng rồi mắc công nữa, người ta bốc tới bốc lui không biết cái gì. Có người ăn đồ trên mạng, cháu dâu mình mà nó bị đó các bạn, nó bị vướng đó. Bây giờ mình đi rửa nè, đi ngâm ở trong cái vòi nước nha các bạn. Thấy không, mình ngâm ở trong cái vòi nước khoảng chừng 3 đến 5 phút. Cho nó uống nước rồi các bạn, cho nó uống nước từ 3 đến 5 phút. Mình thấy nó mập quá à. Có kết quả rồi đó các bạn, nhưng mà nó cái độ mạnh của nó thì không bằng giá đậu xanh đâu. Tại vì đậu xanh vitamin C nó nhiều, nó rất là mạnh nha các bạn, mạnh lắm.
Mình chỉ cần lựa đậu kỹ thôi, nhiều khi mình lựa không kỹ đó các bạn, nó còn vướng là một hồ còn nó cũng hôi, mà nó hôi hết luôn á, nó nhiễm hết luôn cái đậu giá của mình à. Còn hột này nó cũng có cái nè các bạn, có cái nó bị nhiễm nè, nhưng mà mình cứ tưới nó, mình rửa cho sạch nó các bạn, cỡ này mình ăn cũng được rồi đó, nhưng mà nhà mình còn giá, thấy không? Nào, nó lùi lên rồi nè, nhưng mà nó không mạnh bằng giá đậu xanh đâu nha các bạn, cỡ này mình ăn được rồi đó. Đây là ngày thứ ba đó, để mình dở ra coi coi được chưa nha các bạn, tại vì mình thấy thì ăn thấp thì nó ngon hơn là ăn cao. Mình dở ra cái hũ này là còn hai hũ đó thì mình ăn từ từ, nhưng mà mình thấy mình trồng như vậy thì nó cũng ít quá, 100 gram, mà mình tải cái đậu nổi nó ra nhiều lắm đó các bạn, tải đậu nổi ra rất là nhiều. Mình thấy nó cao vậy là ăn được rồi đó nha các bạn, nó cũng mập chứ nó không có ốm luôn. Như vậy là thành công, nhưng mà mình cũng chưa có vừa ý lắm, bởi vì mình mắt kém thành ra mình không có lựa đậu kỹ nè. Nó có những cái hột nó mà nó hơi lép đó các bạn, là nó ra cái cọng giá yếu lắm. Mình trồng ít, mình bỏ vô đây ít, thành ra nó cái rễ nó hơi bị nhiều. Chứ nếu mà mình trồng nhiều á, thì cái rễ nó ít nha các bạn. À, hồi xưa chị mình ở dưới quê á, trồng giá mà gọi là giá trúc, giá trúc. Có nghĩa là mình bỏ vô cái hũ mình trồng. Mình không có trồng cho nó lên rễ hàng ngay lối nữa. Mình bỏ ra cái hũ mình trồng, thành ra cái hũ nó không có cái chỗ nó định rễ. Mình trúc ra trúc lại trong khi mình cho nó uống nước á. Mình chút ra chút lại thành ra nó mập. Nó mai mốt mình có cái cách khác. Ở giữa Sài Gòn này trồng bằng kiểu gì cho được giờ các bạn. Nè cỡ này ăn được rồi nè các bạn. Xin chào các bạn nè, nhìn đây là ngày thứ ba là giá đậu đen. Các bạn nhớ để lại rửa lại mấy cái lon như thế này, mai mốt mình có đậu xanh mình trồng nha các bạn. Và những cái hũ như thế này nè. Đây là cái hũ để dằn nè. Cái hũ để mình dằn đó, giờ mình đổ nước ra mình rửa, rửa sạch cất để dằn nha. Cái này là nước sạch đó các bạn, để dằn ở trên cho nó nặng. Còn có người thì người ta dằn bằng cái chén, nhưng mà cái chén nó không thuyết phục, tại cái này nó đi vô trong, nó làm cho cọng giá mình nó mập đó các bạn. Ở nhà mình tận dụng hết tất cả các cái mình có thể làm. Đây là giá đậu đen mà mình làm được nè. Nó cũng cao lắm đó các bạn, chứ không phải thấp đâu. Mà nó không được trắng như đậu xanh nha các bạn, tại vì nó là đậu đen. Nó có cái chất vỏ nó ra nước đen đen, thì nó là đậu đen chứ không phải là đậu xanh. Nhưng mà rất là ngon. 100 gram đậu mà không tới. Rất là ngon nha các bạn. Mới có hai ngày mà, hai ngày một đêm là qua ngày thứ ba rồi đó các bạn. Giá đậu đen nha. Xin chào.